Anh em nào á có sẵn bộ FI của Future hoặc là RDX AT hoặc là xe RDX 110 đó, anh em muốn up qua chiếc quay hoặc là chiếc rim mà anh em muốn gọn nhất có thể và xài lại tất cả đồ zin của cái bộ đó, thì mình hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem nếu như mình muốn sàn qua thì mình cần phải thay đổi những gì anh em nha, và mình cần làm những gì và những cái nào anh em nên chú ý. Rồi hôm nay mình sẽ đi đi thẳng vô cái phần này cho anh em luôn nha. Nói chung là mình cái kênh này mình chia sẻ cho anh em, thì anh em để lại cho mình một like và một follow cho anh em để mình chia sẻ những cái mà cần thiết cho anh em nha. Nói chung là cái nào mà mình chia sẻ được cho anh em mình chia sẻ nha. Thì cái phần mà anh em muốn từ bộ bộ FI của xe zin này anh em sàn qua chiếc xe zin của xe kia, thì những cái cấu hình như là những cái cấu hình xe quay rim zin á, thì anh em up lên 110 thì anh em có thể xài được cái bộ của RDX 110 hoặc là RDX AT hoặc là Full 125, thì anh em cũng vẫn có thể lắp được cho lên những chiếc xe cấu hình 110. Nhưng mà những cái bộ này thì anh em đi rất là ít tốn kém, rồi nó sẽ xài được tất cả những cái đồ zin lại nè, anh em tận dụng lại được. Rồi thì cái gì nó có những cái mặt lợi cũng có mặt hại anh em nha. Thì cái bộ này anh em sẽ can thiệp được không có bằng sâu bằng cái bộ lập trình xe cua độ anh em nha. Cái này anh em chỉ can thiệp được, nói chung là can thiệp, nói chung là anh em không có can thiệp sâu được đó. Thì mình sẽ quay, nói chung là vẫn chạy được nhưng anh em không có can thiệp sâu được anh em nha. Bây giờ mình sẽ quay cái bộ này, là bạn này yêu cầu từ cái bộ của Full anh em nha. Full xài EQ thẻ từ nè, đó. Lắp qua cho chiếc rim và tích hợp vô bộ dây zin luôn. Rồi mình đã tích hợp xong anh em nha. Đó, tích hợp xong nè. Tích hợp xong hoàn thiện nha. Nói chung thì nó cũng không có nhiều hơn bao nhiêu hết anh em nha. Nó cũng tương đối, rất là gọn anh em nha. Thì mình tích hợp, mình dời tất cả các cảm biến vô một cái bộ dây này luôn, và EQ mình dời vô đây hết luôn. Rồi sạc mình cũng chuyển qua sạc của bạn này đang lấy trong chiếc full ra luôn nè. Đó. Thì mình làm sẵn một cái dây chuyển sạc. Làm sẵn một cái dây chuyển sạc anh em nha. Thì nói chung anh em chỉ cần gỡ bộ dây zin và cái bộ dây anh em muốn sạc thôi. Rồi còn các linh kiện này thì bạn này, các linh kiện này thì bạn này gửi gửi lên cho mình, thì gửi lên kèm thì cũng được. Mà nói chung là mình cũng không cần tới. Nếu như anh em muốn nhờ mình coi thứ sống chết thì mình sẽ kiểm tra cho anh em sống chết thôi, chứ không có cần thiết với mấy bộ này. Nếu như anh em gỡ lũ xe mình lắp lên á thì mới cần thiết mấy cái này. Còn anh em muốn làm bộ dây á thì anh em chỉ cần gửi cái hai cái bộ dây mình ghép tích hợp ra thôi là ok. Hoặc là anh em lấy cái bộ dây của FI á, anh em nói mình là xe anh em xe gì, mình sẽ lấy bộ dây của xe đó mình tích hợp cho sẵn cho anh em luôn cũng được. Thì cái bộ của Full á, thì mình sẽ cần mua thêm gì anh em nha. Thì mình sẽ cần mua thêm cái qua lăng mâm lửa và cái thùng xăng. Thì thùng xăng á, cái bộ của Honda mình có thể dùng dùng cái bơm xăng của gia được anh em nha. Đó, thì mình cái bộ này mình đi cái EQ của Honda nhưng mà vẫn đi cái bơm xăng ẹt được, thì mình bây giờ mình chuyển qua cái dắp bơm xăng ẹt thôi anh em. Đó, chuyển qua dắt bơm xăng ẹt thôi là xong nè. Đó, ok chưa? Giờ mình làm cái thùng xăng, mình làm cái thùng xăng thì anh em cũng biết rồi đó. Làm cái thùng xăng thì mình bỏ cái thùng cái bỏ cái bơm vô đây, bỏ cái bơm vô đây thì anh em cắm dắt vô thôi. Rồi cái ở trên đó thì anh em xài lại cái báo xăng bình thường như zin nha. Thì cái đó rất là đơn giản anh em nha. Sạc cũng chuyển qua luôn rồi nè. Rồi cái thứ hai nữa là qua lăng mâm lửa, mình phải thay qua lăng mâm lửa nha anh em. Có thể là anh em đi qua lăng mâm lửa của Alpha mình mod lên, hoặc là anh em đi cái bộ này. Nó cái này là cúp FI thuộc chốt, canh cửa thuộc chốt anh em nha. Thì hai bộ này tùy theo lúc. Nếu cái mặt hàng này nó không có còn thì mình xài cái alpha nó, rồi một cái này có thì mình xài cái này. Còn cái cuộn lửa này á, thì nó không cần tách mát, tại vì nó cái sạc của gia, cái sạc của Honda này là nó không có cần phải tách mát nó, nên mình làm một cái dắt rời cho anh em nè. Nó làm cái dắt rời về anh em á, về anh em muốn lòn vô á cái sạc này thì anh em phải bỏ ra ngoài nha. Cái EQ này anh em bỏ trong cái ở dưới thùng xăng nha. Thì cái này anh em phải hạ máy xuống, rồi phải hạ máy xuống mới gác bộ dây lên được anh em nha. Hạ máy gác bộ dây này lên, và anh em cái EQ này anh em nhét dưới đứt thùng xăng nha anh em nha. Đó, rồi cái cục sạc này thì anh em bỏ bên hông cho mình nha, bỏ bên hông cớ cho mình. Nếu á cái này anh em bỏ qua hông dựa thì anh em về anh em cứ chích với cái dắt này ra, anh em đút qua rồi anh em bỏ luồn qua cái lỗ sườn anh em nha. Nó luồn qua lỗ này nè, nó anh em luồn qua đây sạc đây anh em bỏ bên ngoài nha, sạc bỏ bên ngoài. Rồi còn EQ thì anh em bỏ bên trong nha, EQ bỏ bên trong anh em lấy bọc anh em cắn lại. Đó, vậy là ok anh em nha. Nó vậy là hoàn thiện anh em, về anh em có thể sàn từ bộ này qua bộ khác. Đó, anh em muốn sàn như thế nào thì anh em để lại bình luận cho mình, hoặc anh em nhắn vào bên TikTok mình, nhắn vào TikTok cho mình nha. Rồi ok, cảm ơn anh em nha.